Xin chào mọi người, mời mọi người cùng mình tập chép và tìm hiểu về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh còn gọi là Bát Nhã Tâm Kinh hay là Tâm Kinh. Đây là bài kinh ngắn nhất trong Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông, chỉ có 260 chữ. Và đây cũng chính là bài kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn, được coi là trái tim của kinh Phật. Và bản kinh được lưu truyền rộng rãi, được đọc tụng phổ biến hiện nay đó là bản được Pháp Sư Huyền Trang sau khi thỉnh kinh về đã dịch sang tiếng Hán vào đời Đường cách đây khoảng 1.300 năm. Đọc tụng hay là chép kinh thì giúp cho con người có thể mở mang trí huệ, giúp cho tiêu trừ những cái phiền não và khiến cho tâm mình được an định hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập chép và tìm hiểu về tiêu đề của kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ tập chép từng chữ. Đầu tiên đó là chữ bát. Chữ bát còn có âm đọc khác như là ban hay là bạn. Nhưng mà trong bài kinh Bát Nhã thì chúng ta dùng cái âm bát. Âm Hán đọc là bua. Chúng ta xem kết cấu của chữ bát. Ở bên trái là một chữ chu, có nghĩa là chiếc thuyền. Và bên phải là một chữ thù, là hình một cái tay đang cầm sự vật. Gộp lại là cái tay đang cầm cái chiếc thuyền. Nhưng mà thật sự ban đầu ở cái vị trí của cái chữ chu phía trước đây không phải là một chiếc thuyền, mà nó là một cái đồ gốm sứ. Ở trong giáp cốt văn hay là kim văn thì đây là một cái đồ gốm. Và hình dạng của chữ bát là một cái tay đang tạo ra đồ gốm. Và cái nghĩa ban đầu của nó là chỉ cái đĩa bằng gốm, chỉ những cái vật dụng bằng gốm. Nhưng mà sau này nó được mượn để biểu thị những cái nghĩa khác, như là thứ nhất là chỉ cái chủng loại hay là cái hình dạng. Ví dụ như là na ban. Na ban có nghĩa là như vậy, như thế. Hay là khi đọc với âm bát thì nó chỉ cái sự an lạc, sự vui chơi, như là bát lạc. Đọc là pua lửa hay là phản lửa, có nghĩa là vui chơi, chơi bời. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết của chữ bát. Và thứ hai là chữ nhã, âm Hán phổ thông đọc là rửa. Và chữ nhã còn có âm đọc khác là nhược, rùa. Nhưng mà trong bài kinh Bát Nhã thì chúng ta đọc với âm nhã, rửa. Chúng ta xem kết cấu của chữ nhã gồm phía trên là một chữ thảo, có nghĩa là cây cỏ. Và phía dưới là một chữ hữu, có nghĩa là tay phải. Và cái diễn biến hình thành của chữ nhã này, đầu tiên, đây là hình một người có cái mái tóc dài ở phía trên. Người này đang đưa hai tay lên để vuốt tóc. Cho nên bộ phận chữ thảo ở phía trên của chữ nhã này vốn dĩ không phải là chỉ cây cỏ mà là chỉ cái đầu tóc. Và hai cánh tay thì sau này người ta giãn lược một cánh tay, còn lại một cánh tay phải. Lúc này thì chưa rõ nghĩa của từ này là gì. Và sau này chữ nhã này nó được mượn để chỉ những cái nghĩa như là, thứ nhất khi nó làm liên từ thì nó có nghĩa là nếu như. Ví dụ như là nhược như thử, rùa rú thử, có nghĩa là nếu như vậy. Và nghĩa thứ hai nó còn được dùng làm cái phó từ, có nghĩa là giống như, như là tương nhược, xiang rùa, có nghĩa là giống nhau. Và thứ ba thì thường khi mà đọc với cái âm nhã, rửa, thì nó dùng làm cái âm đọc. Ví dụ như trong chữ bát nhã, pua rửa, thì đây là dịch âm trực tiếp từ trong tiếng Phạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết của chữ nhã, rửa. Và hai chữ trên ghép lại thành một từ bát nhã. Đây là một từ dịch âm từ trong tiếng Phạn. Tiếng Phạn đọc là Brahma, hay là tiếng Nam Phạn đọc là Banga. Thì nó rất gần với cái âm bát nhã trong tiếng Hán Việt của chúng ta. Nhưng mà âm Hán phổ thông hiện tại thì đọc là bua rửa. Thì nó hoàn toàn khác xa so với cái âm của tiếng Phạn. Bởi vì vào thời Đường khi mà Pháp Sư Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, thì lúc đó
tiếng phổ thông của Trung Hoa không phải là tiếng phổ thông bây giờ, mà là tiếng khách gia. Trong tiếng khách gia đọc hai từ Bát Nhã đọc là Bổ Nhã, thì nó rất giống với cái âm Phạn hay là cái âm Bát Nhã trong tiếng Việt. Và Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ thanh tịnh hay là trí tuệ tuyệt đối. Trung chỉ trì huệ, tức là mỗi con người chúng ta đều có một cái trí tuệ thanh tịnh tuyệt đối, đều sẵn có một cái trí tuệ thanh tịnh tuyệt đối. Do thâm nhiễm về trần đời cho nên chúng ta đã làm cho nó lu mờ. Thì cái việc tu dưỡng đó là tìm về với cái trí tuệ thanh tịnh tuyệt đối đó, tìm về với cái Bát Nhã. Chữ tiếp theo đó là chữ ba, âm Hán phổ thông đọc là Bo. Cấu tạo của chữ ba đó là phía bên trái là một chữ thủy gồm ba chấm giống như ba giọt nước, phía bên phải là một chữ bì có nghĩa là gia, đây là chữ triện, ở phía bên trái là một cái dòng nước chính là chữ thủy này, và phía bên phải là hình một cái bàn tay đang lột da của một con thú thì nó chính là chữ bì này, có nghĩa là da. Thì thủy và bì ghép lại nó biểu thị cái bề mặt, tức là cái da của mặt nước hay là cái bề mặt của mặt nước, và nó chỉ những cái gợn sóng ở trên mặt nước thì gọi là ba po. Ví dụ như là phong ba, phân po có nghĩa là sóng gió. Chữ La, âm Hán phổ thông đọc là Lúa. Cấu tạo của chữ La gồm phía bên trên là một chữ võng, có nghĩa là tấm lưới. Phía bên dưới, ở bên phải đó là chữ Mịch, có nghĩa là sợi để dệt vải hay dệt lưới. Và phía bên phải đó là một cái chữ Truy, có nghĩa là con chim. Thì ở trong chữ cổ chúng ta nhìn thấy rất rõ đây là một cái tấm lưới để bắt chim. Ở phía dưới là hình một con chim, rất là tượng hình. Và sang tiểu truyện thì người ta thêm một cái chữ Mịch là cái tơ dệt lưới, để chỉ cái vật liệu để dệt lên tấm lưới. Và sau này ở trong chữ Khải thì người ta viết gọn cái tấm lưới ở lên phía trên. Thì đây là một cái chữ tượng hình rất là dễ hiểu. La là chỉ cái tấm lưới để bắt chim. Ngày xưa thì lưới để bắt chim người ta gọi là la, còn lưới để bắt thú hay là bắt cá người ta gọi là võng. Như là thiên la địa võng, thiên lúa tì võng, có nghĩa là ở trên trời cũng có lưới, dưới đất cũng có lưới. Chỉ cái sự canh phòng rất là cẩn mật. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết của chữ La. Tiếp theo là chữ Mật, âm Hán đọc là Mì. Cấu tạo của chữ Mật này gồm ở phía bên trên là một chữ có âm đọc là Mật. Chữ này có nghĩa là yên ổn. Và phía bên dưới là một cái chữ Trùng, có nghĩa là côn trùng. Hai chữ này ghép lại thì ở phía bên trên nó làm cái âm đọc, ở phía bên dưới là côn trùng này nó chỉ cái loài ong. Chữ Mật này nó chỉ cho mật ong hay là những cái gì ngọt ngào giống như mật ong thì cũng gọi là Mật. Phong Mật, phân mì có nghĩa là mật ong. Chữ Đa, âm Hán đọc là Tua. Chữ Đa này có cấu tạo đó là hai chữ Tịch chồng lên nhau. Và chữ Tịch này là một cái hình dạng, nó có thể biểu thị thứ nhất là mặt trăng, thứ hai là miếng thịt. Trong chữ Đa này thì chữ Tịch có nghĩa là miếng thịt. Hai miếng thịt chồng lên nhau, nó biểu thị là số nhiều.
Ví dụ như là nhiều năm thì đọc là đa niên, tua niên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cách viết của chữ đa. Như vậy chúng ta có là Ba La Mật Đa, Po Lo Mi Tố. Đó là một cái danh từ dịch âm trực tiếp từ trong tiếng Phạn. Trong tiếng Phạn đầu là Paramita. Thì Para có nghĩa là bỉ ngạn. Bỉ là ở bên kia, ngạn là bờ. Cái bến bờ bên kia chỉ một cái bến bờ giải thoát. Và thế gian này gọi là Thử Ngạn, là bến bờ bên này cách nhau một cái con sông. Chữ Mi có nghĩa là đến. Và chữ Ta có nghĩa là rồi. Paramita hay là Ba La Mật Đa, Po Lo Mi Tố có nghĩa là đến bỉ ngạn hay là cứu cánh. Cứu cánh có nghĩa là cái điểm đến cuối cùng, mục tiêu cuối cùng. Và ghép với Bát Nhã, Prajna, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là cái trí tuệ để độ con người qua bến bờ giải thoát. Chữ Tâm đó là hình trái tim. Ở trong chữ cổ, chữ giáp cốt thì đó là hình một cái trái tim có những cái ngăn tim và diễn biến sang kim văn, sang tiểu truyện. Hình dáng nó biến đổi lần lần đến sang chữ khải thì nó trở thành một cái hình có ba dấu chấm và một cái nét cong. Ở trong truyện Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư dùng chữ tâm để đặt tên cho cái nơi ở, cái động tiên của mình. Nhưng mà ông không trực tiếp gọi là tâm động mà gọi là tam tinh tà nguyệt động. Tam tinh tức là ba ngôi sao, tà nguyệt là một vầng trăng khuyết. Chỉ cái hình dáng của chữ tâm gồm ba dấu chấm giống như ba ngôi sao và một cái nét cong vòng như là một cái vầng trăng khuyết. Chữ tâm thì chỉ cho trái tim hay là tâm hồn, như là chân tâm, chân xin thì có nghĩa là thật lòng, thật tâm. Chúng ta xem cách viết của chữ tâm. Tiếp theo là chữ kinh, âm Hán đọc là chiến. Cấu tạo của chữ kinh là gồm bên trái có một cái chữ mịch. Chữ mịch có nghĩa là sợi tơ để dịch vải hay dịch lưới, lúc nãy chúng ta có nói. Và bên phải đó là một cái chữ kinh. Chữ kinh thì chỉ những cái đường dây thẳng, những cái đường dây chạy dọc xuống. Chúng ta xem chữ kinh cổ này. Đây là ở kim văn, đây là một cái khung cưỡi và đã mắc những cái đường tơ chạy dọc xuống. Khi mà dịch vải thì đầu tiên người ta mắc những cái đường tơ dọc trước và sau đó người ta sẽ dệt những cái đường ngang vào trở thành một cái tấm vải. Chữ kinh này sau này để rõ nghĩa hơn thì người ta thêm cái chữ mịch, vì chữ mịch có nghĩa là cái sợi dây tơ và tạo thành cái chữ kinh như hiện nay. Chữ kinh có những cái nghĩa như là chỉ cái đường dọc, ví dụ như trên bản đồ hay là trên quả địa cầu thì người ta chia ra những cái đường dọc và ngang. Đường dọc gọi là kinh tuyến và đường ngang gọi là vĩ tuyến. Chinh xiền, kinh tuyến là những cái đường dọc trên bản đồ. Và kinh cũng chỉ cái kinh mạch, chinh mài ở trong cơ thể con người, những cái đường mạch máu, những cái đường dây thần kinh. Và thứ ba, bởi vì những cái đường chạy dọc này nó sẽ xuyên suốt tấm vải từ đầu đến cuối, cho nên là chữ kinh cũng chỉ cái sự trải qua một cái thời gian dài, xuyên suốt một cái thời gian dài. Ví dụ như là kinh điển, chiên tiện, có nghĩa là những cái tác phẩm trải qua một thời gian dài vẫn giữ nguyên giá trị thì gọi là kinh điển. Và kinh điển trong Phật giáo, trong các tôn giáo còn có một cái lớp nghĩa khác, một cách hiểu khác, đó là khi đọc những cái bài kinh đó thì có những cái nguồn năng lượng giúp cho khai thông các cái kinh mạch, khai thông những cái sự bế tắc ở trong cơ thể và trong tâm hồn con người, cho nên gọi là kinh. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách viết của chữ kinh. Như vậy là chúng ta đã vừa tập chép và tìm hiểu xong cái tiêu đề của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là một bài kinh với cái trí tuệ tuyệt đối giúp con người tìm về chân tâm của chính mình. Video này xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.